Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì khối khí lạnh bao trùm Bắc Bộ trong những ngày qua đã bắt đầu suy yếu và lệch đông. Tuy nhiên vào lúc này thì cảm giác rét buốt vẫn bao phủ khắp các tỉnh thành và trong đó có thủ đô Hà Nội. Gió đông bắc không còn thổi mạnh từng cơn như những ngày trước, trời vẫn còn nhiều mây nhưng không mưa, độ ẩm thấp và cảm giác khô hanh vẫn còn duy trì. Nền nhiệt độ vào lúc này vẫn duy trì ở ngưỡng thấp, ở vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ phổ biến trong khoảng là từ 12 đến 14 độ, còn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp hơn, chỉ dao động trong khoảng là từ 11 cho đến 13 độ, các đỉnh núi cao còn ở mức dưới 8 độ C. Tình trạng sương mù vào sáng sớm tại khu vực miền núi vẫn xuất hiện làm giảm tầm nhìn, gây cản trở giao thông. Càng gần đến trưa thì mây sẽ giãn mỏng và có thể hửng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần lên nên trời ấm áp hơn. Mặc dù vẫn còn rét nhưng mức độ rét đậm gần như đã chấm dứt hoàn toàn ở trên khu vực. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ đạt tới mức là từ 18 cho đến 21 độ. Tuy nhiên, vào chiều tối nay, khi khối không khí lạnh lệch xa hẳn phía đông, trên tầng cao khí quyển ở độ cao 1.500m, trường gió đông bắc sẽ chuyển dần sang hướng đông nam, mang nhiều nguồn ẩm từ biển thổi vào, khiến cho bầu trời nhiều mây trở lại và một số nơi có thể xuất hiện mưa nhỏ với lượng không đáng kể. Độ ẩm trong không khí sẽ lại tăng lên và mức độ hanh khô sẽ được giảm bớt. Nhìn chung trong những ngày tới thì miền Bắc sẽ ấm áp dần lên. Với các tỉnh miền Trung, do khối không khí lạnh tác động được đặc trưng bởi trường gió đông bắc thổi qua vùng biển nên mang nhiều nguồn hơi nước kết hợp với điều kiện địa hình đón gió nên ở khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét và lạnh, mưa rào nhẹ xuất hiện rải rác, trưa và chiều trời giảm mây hửng nắng nhẹ, nhiệt độ ngày đêm dao động từ 17 đến 22 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến tận Ninh Thuận do ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động sóng đông từ phía đông di chuyển vào nên trời nhiều mây âm u suốt cả ngày và có mưa nhiều hơn. Vùng mưa tập trung chính ở các tỉnh như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa. Mưa to đến rất to ở vùng ven biển và thời gian mưa chủ yếu là từ chiều tối đến đêm nay. Do có mưa nhiều nên những vùng thấp trũng cần đề phòng ngập úng. Do có mưa nên nhiệt độ các khu vực này không cao, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là 25 cho đến 27 độ và đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ dao động từ 18 đến 24 độ. Do ảnh hưởng của các nhiễu động từ phía biển Đông lấn sang nên trong ngày hôm nay ở tại khu vực Nam Bộ và tại Tây Nguyên trời cũng chuyển nhiều mây hơn, mưa bắt đầu xuất hiện lác đác tuy lượng chưa nhiều, phải từ ngày mai thì mưa sẽ dần tăng lên và nhiều khả năng sẽ xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông ở khu vực các tỉnh ven biển ở miền Tây Nam Bộ. Do có mưa nên nhiệt độ tại các khu vực này sẽ giảm và nhiệt độ cao nhất vào ngày mai chỉ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ ở tại Nam Bộ và từ 24 đến 26 độ tại Tây Nguyên. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay thì không khí lạnh suy yếu nên gió đông bắc trên khu vực Bắc và giữa biển Đông bắt đầu hoạt động giảm dần. Tuy nhiên vẫn còn mạnh ở mức cấp 6 giật cấp 7 gây biển động, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét nên bà con ngư dân vẫn chưa thể ra khơi đánh bắt. Trong khi đó, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, làm tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km. Các tàu thuyền vẫn không nên ra khơi cũng như di chuyển vào vùng biển này để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay, khối không khí lạnh bao trùm tại Bắc Bộ đang bắt đầu suy yếu và lệch đông. Vùng rét đậm sẽ thu hẹp dần, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội sẽ không còn rét đậm nữa. Trong những ngày tới, trời sẽ ấm dần lên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng của kênh VTC14. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.